Xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ giới thiệu tới quý vị dự án 3 căn tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với 3 căn nhà này thì ưu điểm lớn nhất đó là ô tô đều vào được nhà mọi người nha. Với cái căn nhà toàn bộ là hướng Đông Bắc, và như thực tế ngõ trước nhà như quý vị nhìn thấy ở đây, ô tô, hai ô tô tránh nhau thoải mái quý vị ạ. Đó, ô tô đỗ trước cửa ngày đêm cũng được mọi người nha. Và với cái căn nhà, Ngọc Ánh sẽ quay căn lô góc gửi tới quý vị. Với cái căn lô góc này thì diện tích là 33,5m, thiết kế và xây dựng là 5 tầng. Mặt tiền của ngôi nhà là 4m, quý vị nhìn thực tế ở đây nha. Cái hiện trạng của ngôi nhà thì đang vào phần hoàn thiện. Như thực tế trên video Ngọc Ánh quay như nào thì sẽ mọi người đến nó là y như vậy mọi người ạ. Và ở đây 3 căn thì đã bán 2, chỉ còn duy nhất 1 căn. Đó chính là căn lô góc 2 mặt thoáng này. Ngọc Ánh quay gửi tới quý vị, và giá chào bán của cái căn nhà này 4 tỷ 300 triệu đồng bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với lại quý vị nào có nhu cầu, giá là 4 tỷ 300 triệu đồng. Thiết kế xây dựng là 5 tầng, 33,5m, hướng nhà Đông Bắc. Mời mọi người theo em vào phần chính của ngôi nhà. Nó hơi ngổn ngang cho nên là Ngọc Ánh sẽ quay qua để gửi tới quý vị thôi nha. Đây là phần tầng 1 của ngôi nhà. Thì còn đang là ngổn ngang một chút về cái phần tủ bếp, rồi là phần thiết bị vệ sinh mọi người ạ. Đó. Thế nhưng mà đã bán được mấy căn rồi. Mời mọi người theo em vào phía cụ thể trên tầng. Từ vị trí này mà ra tới trung tâm thương mại Iomon ở Đông thì nó khoảng tầm 800m thôi mọi người ạ. Và từ vị trí này mà đi ra tới cái trục đường ngã tư Lê Trọng Tấn thì nó khoảng tầm 1,2-1,3km thôi. Nói chung là đi lại rất là thuận tiện, đường ngõ trước nhà thông thoáng. Đặc biệt căn nhà này thì nó là lô góc cho nên là được hưởng những cái tiện ích của cái ngõ bên cạnh mọi người ạ. Đó là cái cửa sổ mở ra vĩnh viễn, thông thoáng, rất là thông thoáng. Đây, tầng 1 đây. Mọi người nhìn thực tế nha. Đấy, có những cái video mà Ngọc Ánh chưa quay lên mà đã bán rồi ấy mọi người ạ. Cụ thể nó là cái dự án này, 3 căn thì đã bán 2 căn, còn duy nhất 1 căn này Ngọc Ánh đang quay. Quý vị nào mà đang cân đối cái tầm tài chính đó và mong muốn ô tô vào nhà thì căn nhà này rất đáng để quý vị lựa chọn quý vị nha. Cái phần hoàn thiện của ngôi nhà thì nó cũng chưa được chỉn chu, chưa xong đâu mọi người ạ. Bởi vì ở đây cái phần tầng 1 của nó đây còn lắp đồ, rồi lắp kệ TV, ốp PVC đó mọi người ạ. Thì nếu như căn nhà này mà đến lúc phần hoàn thiện xong xuôi, hoàn chỉnh hết mà vẫn chưa bán thì Ngọc Ánh sẽ quay gửi lại quý vị nha. Còn nếu bán rồi thì thôi ạ. Phần tầng 1 đây, phần ngoài cái phần tầng 1 này thì quý vị có thể để xe. Ngọc Ánh sẽ nhấn mạnh lại với cái ngôi nhà này, đó là ô tô có thể vào nhà mọi người nha. Ô tô 7 chỗ, 9 chỗ có thể vào nhà thoải mái mọi người ạ. Ở ngoài thì thiết kế nó là cửa cuốn. Và ở đây là tủ bếp này. Đây chính là phần tủ bếp này. Ngoài ra thì tầng 1 còn có một phòng vệ sinh. Đó. Căn nhà thì đang trong cái hiện trạng ngổn ngang, mới hoàn thiện được 80% thôi mọi người ơi. Nếu mà để dọn đồ về ở ngay thì nó phải mất khoảng tầm nửa tháng nữa. Đây, toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 này. Mặt bậc cầu thang thì ốp đá đen trắng. Và tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà thiết kế như thế nào? Mời mọi người theo em lên tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà. Với tầng 2, 3 và 4 của ngôi nhà thì mỗi một tầng thiết kế như sau, gồm một phòng ngủ rộng và một phòng vệ sinh. Đây, như quý vị nhìn thực tế là Ngọc Ánh đang không bật điện mọi người nhá. Nhưng mà cái ánh sáng nó ngập tràn vào ngôi nhà. Ban công mở rất là thoáng, hướng ngược ra phía bên ngoài. Đây. Hướng nhà là hướng Đông Bắc. Diện tích thực tế trên sổ đỏ là 33,5m². Mặt tiền 4m, mặt hậu là 4m2. Căn nhà này thì nở hậu mọi người nhá. Đó. Đây là cái phần phòng ngủ, cửa thông phòng đây. Toàn bộ là cửa gỗ, nhà vệ sinh ở phía bên trong thì cũng đã được lắp đặt đầy đủ rồi. Về cái hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, thiết bị vệ sinh, bồn cầu liền khối, lavabo. Ở đây mọi người có thể nhìn thực tế, cái căn nhà này nó rất là thoáng bởi vì cái mặt bên cạnh mở được cửa sổ mọi người ạ. Đây, cửa nhà vệ sinh, cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đây là tầng 2, mọi người theo em lên trên phía tầng 3, 4 của ngôi nhà nha. Và tầng 3, tầng 4 của ngôi nhà thì cũng được thiết kế tương tự như tầng 2. Mọi người nhá, tất cả các phòng ngủ thì đều được thiết kế hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Rồi cửa thông thoáng đây. Nói chung cửa thoáng hai bên, trước sau, ống chờ, dây chờ, áp chờ, điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Quan trọng nhất nó là cái vị trí mọi người ạ. Đường to, thông thoáng.
Can Nàn nhà này thì là ngõ thông tứ phía mọi người ơi, đi ra tới nhá. Trung tâm thương mại Iomo rất là gần, ra ngã tư Lê Trọng Tấn cũng vậy. Và cái ưu điểm lớn nhất của căn nhà đó chính là ô tô vào được. Cho nên là quý vị nào đang tìm nhà ô tô vào hướng Đông Bắc thì căn nhà này là một sự lựa chọn rất đáng để quý vị cân nhắc. Đó, cửa thông phòng, nhà vệ sinh. Với cái thiết kế 5 tầng của ngôi nhà, tầng 1 thì quý vị nếu như quý vị mà để xe ô tô ấy ạ, thì quý vị có thể để phòng khách ở trên phía tầng 2, còn tầng 3, tầng 4 thì quý vị để làm phòng ngủ cũng rất là hợp lý và hài hòa. Còn nếu như quý vị nào mà không muốn để ô tô trong nhà thì có là 3 phòng ngủ riêng. Đó. Cửa nhà vệ sinh đây. Nói chung là tất cả các phòng đều đáp ứng được cái công năng sử dụng cho quý vị. Đấy, hơi ngổn ngang một chút. Và mời ngồi theo em lên trên tầng 4 của ngôi nhà. Với tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế cũng giống như tầng 2, tầng 3 thôi. Và cũng như Ngọc Ánh vừa chia sẻ đấy, cái quan điểm cá nhân thôi, thì nếu như mà quý vị để xe ô tô vào phía trong nhà tầng 1 thì tầng 2 lên làm phòng khách, một phòng riêng biệt rất là thoáng. Còn trên này phòng ngủ đây, quý vị nhìn thực tế này, rất là rộng. Nhà này thì vuông vắn nở hậu mọi người nha. Mặt tiền 4m2 cũng rất là thoáng. Với mặt tiền là 4m rất là thông thoáng. Đó. Có những căn nhà ô tô vào được nhưng mà cái mặt tiền của nó 3m rưỡi thì thực ra nó cũng hơi bé mọi người ạ. Còn đây thì cái căn nhà này là một cái ưu điểm rất là lớn, đó là thoáng trước sau, lô góc hai bên. Đó. Nhà vệ sinh phía tầng 4 đây. Phòng nào cũng được đáp ứng đầy đủ cái công năng cho quý vị sử dụng theo từng tầng nha, đáp ứng đầy đủ hết. Với cái căn nhà này đúng là điện Ngọc Ánh không hề bật đâu, nhưng mà cái độ ánh sáng thì quý vị nhìn thực tế trên video là thấy rồi. Và phần còn lại đó là tầng 5 của ngôi nhà, thì mời quý vị đừng rời mắt khỏi video để lên khám phá cái tầng 5 tầng cuối cùng của ngôi nhà, xem ngôi nhà này thiết kế thực sự có hợp lý hay không nhé. Đây là phần Ngọc Ánh vừa bước chân lên trên phía tầng 5, thì như Ngọc Ánh chia sẻ từ phía dưới tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà, hệ thống tay vịn cầu thang như quý vị nhìn thực tế. Và ở đây có một ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang nha mọi người. Với cái tầng 5 của ngôi nhà thì chủ đầu tư thiết kế như sau. Một khu vực để máy giặt là đây ạ. Đây. Quý vị nhìn thực tế khu vực để máy giặt này, sàn thoát nước này, ổ điện này mà rất là thông thoáng nha. Một khu vực phòng thờ. Một cái phòng thờ riêng biệt của ngôi nhà, nhỏ nhắn xinh xắn nhưng mà cũng không thiếu cửa ánh sáng mọi người nha, rất là thoáng. Đó. Ngổn ngang một chút đúng không ạ? Thế mà đã bán 2 căn rồi mọi người ơi, chỉ còn 1 căn thôi ạ. Và phần còn lại cuối cùng của ngôi nhà đó chính là phần sân phơi. Đây là phần sân phơi của ngôi nhà nha mọi người. Đây. Nếu như đứng từ vị trí ngôi nhà này thì có thể nhìn thấy trung tâm thương mại Iomo ở đằng kia mọi người nha. Nói chung từ vị trí căn nhà này đi lại giao thông rất là thuận tiện. Quý vị kể cả mà mọi người có đang làm cái khu vực Hoài Đức mà đi ra tới Đại lộ Thăng Long thì cái căn nhà này cũng đáp ứng được quý vị cho quý vị. Bởi vì bây giờ thực ra nếu mà đi xe ô tô cũng rất là gần, mà đi trong cái đường nội thành Hà Nội thì thực ra là tầm phạm vi bán kính khoảng tầm 10 km quay đầu thì cũng rất là gần thôi. Đó, xung quanh thì dân cư đông đúc, hàng xóm thì nói thật luôn mọi người ạ, ở đây cũng rất là thân thiện. Ngoài xin phép nhắc lại với quý vị cái căn nhà này, diện tích là 33,5m, thiết kế và xây dựng là 5 tầng, hướng nhà là hướng Đông Bắc, giá chào bán 4 tỷ 300 triệu và còn duy nhất một căn nhà Ngọc Ánh đang quay này thôi mọi người nhá. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về cái căn nhà này, vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0953 013 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video của Ngọc Ánh thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em. Nhớ đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản tiếp theo từ Nhà Tốt nhá. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.